Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái video có tên Chứng cứ là người xây nhà, người bán vật liệu xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, để thay vì kể một cái từ một cái câu hỏi trong thực tiễn, thì tôi đưa cho quý vị và các bạn qua một cái câu mà vị khách hàng của tôi gửi các bạn nha. Và chắc chắn là vị khách hàng nào sau khi mà gửi cho luật sư thì cho luật sư đọc một cái đoạn này nha, dĩ nhiên sẽ không hài danh hài tánh của ai đâu. Do khi mua đất là đất ruộng nên gia đình tôi phải đổ cát và thuê về ai đây, một số người để tiến hành san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích và xây lên căn nhà cấp 4, nền gạch, mái lợp tôn, cửa xếp sắt, đồ xi măng phần đổ xi măng phần sân. Nguyên vật liệu xây dựng căn nhà do gia đình tôi mua của ông A, có địa chỉ của ông A luôn, và sử dụng các nguyên liệu vật liệu có sẵn trong gia đình. Trong quá trình tôn tạo xây dựng căn nhà trên cái thửa đất trong gia đình, không có bất kỳ ai phản đối, ngăn cản hay có phát sinh tranh chấp với ai. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề của mình nhé. Nếu khi chúng ta tranh chấp một cái quyền sử dụng nhà đất nào tại tòa, cho rằng quyền sử dụng nhà đất này là của chúng ta, thì một trong những cái nguồn chứng cứ là người san lấp mặt bằng, một trong những người chứng cứ là những người xây nhà trên đất, một trong những người nguồn chứng cứ đó là cái người bán vật tư, nguyên vật liệu. Nhiều lắm các bạn ạ. Để xác minh được rằng cái người này, chính đích thân cái người này xây cái nhà trên đất, thì vị khách hàng của tôi cũng đã email cho tôi nói rồi đó. Hồi đó đất là đất ruộng, cho nên một cái động tác là phải đổ đất cho nó đầy. Thì cái đổ đất cho nó đầy nó gồm có hai yếu tố các bạn ạ. Mua đất lại, mua đất và cái người đổ trên đất, thì ở trong miền Nam, nếu như trong trường hợp ở vùng Kiên Giang thì có là gọi là bơm cát, người bơm cát. Còn nếu như trong vùng Củ Chi của tôi thì sẽ mua bằng một số cái xe đổ đất, và mình sẽ xác định rằng cái người nào đổ đất cho mình. Thêm một cái nguồn nữa là cái người xây nhà trên đất. Thì cho đến thời điểm hiện tại, một số vùng quê thì ví dụ như chúng ta khi mà xây nhà đó, thì chúng ta xây bằng những chất liệu thô sơ, thì chúng ta có thể nhờ hàng xóm láng giềng người ta giúp chúng ta một tay. Còn nếu như trong trường hợp những cái vùng đô thị thì chúng ta có thể nhờ những ông chủ thầu. Còn một số cái hợp đồng gọi là hợp đồng xây dựng đó các bạn, hợp đồng trang trí nội thất, hoặc là một số cái cơ sở đó là cái người mà bán vật tư xây dựng, chúng ta về chúng ta tự xây chẳng hạn. Đó là một trong những nguồn chứng cứ rất là cơ bản, và đây cũng để xác định căn nhà có nguồn gốc do nguồn tiền của chính bản thân mình chứ không phải ai khác hết các bạn nhé. Việc xây nhà bằng cái nguồn tiền của tôi và nguyên xây nhà bằng cái gọi là cái nguyên liệu vật liệu nhân công là do chính tôi thuê mướn. Các bạn sẽ hỏi với tôi rằng là nếu trong trường hợp như vậy thì bằng cách nào để cung cấp cho tòa? Có hai cách quý vị và các bạn ạ. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ cung cấp cái địa chỉ cũng như thông tin về nhân thân, copy nguyên một cái chứng minh nhân dân đưa cho họ, đưa rồi: tòa ơi, đây là cái ông mà xây nhà cho tôi nè. Tòa sẽ mời ông lên và ông sẽ có bản tự khai. Đó là cách nhanh và thiết thực, nó rất là thực tế. Cách thứ hai, do một số người này do một cái tính chất là họ làm công ăn công nhật ăn lương, thì chúng ta sẽ làm một cái bản lời khai theo cái yêu cầu của họ. Lời khai bao gồm cái gì? Tôi hồi xưa tôi là người bán nguyên liệu vật liệu cho cái ông A,
Và khi mà tôi bán như vậy thì tôi bán gồm có sắt, thép, xi măng gì đó. Tôi hồi xưa tôi là người được ông A thuê xây dựng cái căn nhà cấp 4. Thời hạn xây dựng là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Tôi là hàng xóm láng giềng của ông A. Hồi đó ông lợp bằng mái tôn. Tôi thấy hàng xóm láng giềng tôi qua tôi phụ. Rất là nhiều quý vị và các bạn. Đó là một trong những nguồn chứng cứ để cung cấp cho tòa. Chứng tỏ rằng chính bản thân mình là người xây lên căn nhà. Thưa quý vị và các bạn, để đi một cái vụ kiện ở tòa thì chúng ta cần có những cái nguồn chứng cứ để chứng minh cho rằng yêu cầu khởi kiện của mình là hợp pháp và sẽ được tòa án chấp nhận. Luật sư 4.0 mà hôm nay sẽ phân tích, sẽ mổ xẻ từng cái góc nhỏ cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn nào đó có quan tâm, quý vị và các bạn nào đó có một cái tình trạng giống như mình, giống như mà tôi đang trình bày cho vị khách hàng của tôi, thì chúng ta sẽ mạnh dạn có hai cách. Một, cung cấp địa chỉ của nhân chứng đó cho tòa. Thứ hai, làm bản tự khai đến tòa các bạn nhé. Trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi không chấp nhận những cái hành vi gian dối khi nói đầu một quên đuôi. Tôi sẽ không tư vấn và đặc biệt là tôi sẽ từ chối nếu quý vị và các bạn tôi tư vấn cho chị A sau đó rồi cuối cùng rồi mới biết ra là mình tư vấn cho chính bản thân mình. Thực sự rằng với kinh nghiệm của luật sư thì luật sư biết đó. Tuy nhiên rằng luật sư không có muốn nói thôi. Có những cái phản ứng rất là tiêu cực kể từ tôi khi tôi đã mất thời gian cho chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì tôi muốn nâng cái chất và tôi muốn đưa cái kiến thức pháp lý của tôi đến tận tay người dân, không phân biệt già trẻ tôn giáo. Và hy vọng rằng các bạn sẽ biết được thông điệp của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. Các bạn nhớ nha, chương trình live stream của tôi vào lúc 7 giờ rưỡi hàng ngày và vẫn có video trực tiếp vào lúc 8 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn.